Chào mừng anh chị và các bạn đến với Laser Thăng Long. Tôi là Trần Xuân Linh, đại diện bán hàng của đại lý. Kính thưa anh chị và các bạn, ngày hôm nay tại đại lý đang có trưng bày hai mẫu xe Laser RX300 và Laser RX350 cùng là màu trắng. Và nhân đây, Linh xin xây dựng một video clip gửi đến anh chị và các bạn nội dung mà gần như đa số khách hàng khi quan tâm đến Laser RX đều đặt câu hỏi, đó là so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Laser RX300 với Laser RX350. Một bên là tên tuổi thành danh của Laser vang dội trên toàn cầu và một bên là mẫu xe đang vươn lên chiếm giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại thị trường Việt Nam trong những năm qua. Vậy xin mời anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau chú ý theo dõi video. Về mặt tổng thể, Linh có thể khẳng định với anh chị và các bạn rằng kích thước, thiết kế và những đường nét tổng thể giữa hai mẫu xe này là hoàn toàn giống nhau. Có chăng sự khác nhau chỉ đến ở những chi tiết rất nhỏ mà khi chúng ta soi vào thật kỹ thì mới thấy được. Vậy nên khi hai mẫu xe này đỗ cạnh nhau hay chạy ngoài đường thì rất khó và gần như không thể phân biệt. Để minh chứng cho điều đó, Linh xin zoom vào một số chi tiết như lưới tản nhiệt, cụm đèn pha, gương chiếu hậu, la răng hay là phía sau xe để anh chị và các bạn có thể dễ hình dung. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về những điểm khác biệt. Khác biệt đầu tiên và cũng có thể xem là lớn nhất, hẳn anh chị và các bạn cũng đã đoán ra được, đó là về khả năng vận hành, động cơ, hộp số giữa hai mẫu xe. Laser RX350 sử dụng khối động cơ V6 nạp khí tự nhiên Dual VVT-i kép cho công suất cực đại 295 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng phút. Bên cạnh đó, moment xoắn cực đại là 370 Nm tại vòng tua 4.600-4.700 vòng phút. Kết hợp với một hộp số tự động 8 cấp, chức năng sang số thông minh AE Shift cho khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà và rất tiết kiệm nhiên liệu. Tiến đến với Laser RX300, chúng ta có một khối động cơ là i4 turbo tăng áp kép khí cuộn đôi, công suất cực đại là 235 mã lực tại vòng tua 4.800 đến 5.600 vòng phút. Cùng với đó là moment xoắn cực đại 350 Nm tại vòng tua 1.600 đến 4.000 vòng phút. Xe sử dụng là hộp số tự động 6 cấp, cũng chức năng sang số thông minh và lẫy chuyển số trên vô lăng. Thưa các anh chị và các bạn, nếu như con số 295 mã lực của động cơ V6 trên Laser RX350 mang đến cho chúng ta sự yên tâm, thoải mái và đôi khi là cảm giác dư thừa trong nhiều điều kiện vận hành, sự thoải mái trong việc chúng ta chạy cao tốc, chạy tốc độ cao, thì sang với Laser RX300 động cơ i4 turbo tăng áp 235 mã lực cũng thoải mái cho chúng ta trong các điều kiện sử dụng bình thường, trong nhiều điều kiện sử dụng. Và phần nào đó với turbo tăng áp, chúng ta có được sự đáp ứng linh hoạt, mau lẹ và tức thời. Bên cạnh đó là khả năng về tiết kiệm nhiên liệu và tính thân thiện với môi trường. Đó là những ưu việt của động cơ turbo tăng áp. Và nếu như các anh chị để ý, Linh so sánh với hai sản phẩm của Toyota, đó là Toyota Fortuner và Prado sử dụng những cỗ máy 2.7 lít. Thì cũng chỉ cho công suất là 164 mã lực, trong khi đây lại là những chiếc xe 7 chỗ. Vậy nên với RX300 với 235 mã lực, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về sức mạnh, về khả năng vận hành của khối động cơ này. Năm 2020 và 2021 thì tất cả các model RX đều có những sự cải tiến đáng kể ở khả năng vận hành. Đó là việc gia tăng thêm các bệ đỡ trục bánh xe, tăng các mối hàn laser, tăng thêm độ cứng thân xe, các thanh rằng, đặc biệt là tinh chỉnh ở hệ thống treo AVS, hệ thống trợ lực lái ESP và hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động ACA. Từ đó mang lại cho xe khả năng vận hành mạnh mẽ, chính xác và đầy hứng khởi.
Điểm khác biệt thứ hai và là điểm khác biệt đầu tiên bên ngoài ngoại thất đó là cụm đèn pha. Cùng sử dụng hệ thống đèn pha full LED với các bóng tròn long lanh như những viên ngọc đặt cạnh nhau tuần tự. Các chóa đèn, các pha đèn được cách điệu hình chữ L theo ngôn ngữ Alphinite đặc trưng của Lexus. Thế nhưng trên Lexus RX350, các chị và các bạn để ý kỹ thì sẽ có không chỉ là 3 bóng mà trong cùng có thêm một bóng là bóng thứ tư, bóng đèn của hệ thống đèn pha AHS, hệ thống đèn pha tự động thích ứng thông minh. Khác với hệ thống đèn pha thông thường, đây là một hệ thống đèn pha cao cấp với chức năng AHS tự động quét nhận diện các phương tiện di chuyển vào buổi tối cùng chiều hoặc ngược chiều để từ đó cắt giảm các tia sáng chiếu vào phương tiện không gây chói mắt cho phương tiện đó, thể hiện sự lịch thiệp và trang nhã của người sử dụng xe Lexus, đảm bảo an toàn hơn. Ngoài ra, hệ thống AHS cũng gia tăng thêm cường độ chiếu sáng, gia tăng thêm ánh sáng theo góc đánh lái cũng như là tốc độ di chuyển của xe. Đây là một trang bị rất là hiện đại trên các sản phẩm RX350, 450H và 350L hiện nay của Lexus. Liên quan đến hệ thống đèn AHS này thì có thêm một camera của hệ thống được đặt ở phía trên bên trong của kính chắn gió. Tuy nhiên, điểm khác biệt này thì rất khó để chúng ta nhận ra. Theo quan sát của Linh thì với một số anh chị khách hàng thường sẽ không chú ý tính năng này nhiều bằng một số trang bị khác ở bên trong nội thất của xe mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Ra đến phần phía sau, Linh có thể khẳng định với anh chị và các bạn rằng không có điểm khác biệt ở phía sau của đuôi xe. Có chăng tất yếu thì nó chỉ nằm ở phần tên xe RX300 và RX350. Nhưng khi mở cốp ra, giới thiệu với anh chị và các bạn về chức năng đá cốp thì đều được trang bị trên cả 4 phiên bản RX hiện nay. Trên Lexus RX300 chúng ta sẽ có một sản phẩm với dung tích 453 lít theo thông số của nhà sản xuất. Phần phía dưới chúng ta sẽ có là một lốp dự phòng loại lốp tạ 80 km/h. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có một khoang hành lý thoải mái, thuận tiện trong quá trình sử dụng, chứa được nhiều đồ đạc hơn. Sang với Lexus RX350 thì chúng ta sẽ có đôi chút khác biệt. Cụ thể đó là cốp xe của Lexus RX350 do sử dụng lốp dự phòng lớn như 4 lốp chính bên dưới nên phần cốp có đôi chút gồ cao hơn vào khoảng 7-10cm so với cốp phẳng của RX300. Thì điều này chúng ta thấy thực tế rất rõ ràng là có thiệt một chút về dung tích khoang hành lý. Tuy nhiên, cách thiết kế về khoang hành lý của Lexus RX đều rất tối ưu. Đó là thiết kế hõm lại tại hai phía này. Cho nên Linh đã có những cái bài test và ướm thử thì đều có thể, cả hai mẫu xe đều có thể chứa được từ 2-3 bộ gốp. Với những anh chị chúng ta chơi gốp hoàn toàn có thể yên tâm về dung tích khoang hành lý của hai xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến những khác biệt bên trong không gian nội thất của xe. Thì Linh mời các anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào trong. Thưa các anh chị và các bạn, lúc này Linh đang ngồi bên trong không gian nội thất của Lexus RX350 và sau đây sẽ là những trang bị mà RX350 nhỉnh hơn so với người anh em song sinh RX300 của mình. Thứ nhất đó là camera 360, tính năng mà hẳn các anh chị và các bạn đều biết. Tính năng này sẽ hoạt động ở tốc độ dưới 12 km/h hoặc là khi chúng ta lùi xe, được hiểu là những tình huống vận hành xe trong điều kiện khó khăn, giao thông phức tạp. Thì hệ thống 4 camera 2 trước, 2 sau và 2 camera bên dưới của gương chiếu hậu sẽ soi xung quanh xe và giả lập cho ta hình ảnh hiển thị rất trực quan, sinh động, giúp anh chị và các bạn vận hành xe an toàn hơn. Trang bị thứ hai đó là hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD. Với trang bị này, một số thông tin như tốc độ xe, vị trí cần số, la bàn, bản đồ và kể cả chế độ giải trí được hiển thị lên trên kính lái, giúp anh chị và các bạn thuận lợi trong quá trình vận hành xe, đặc biệt là khi chạy cao tốc, chạy ban đêm mà chúng ta không cần phải đưa mắt nhìn xuống mà bảng đồng hồ táp lô. Ngược lại,
trong một số điều kiện như vận hành xe trong trời nắng gắt, khi giao thông hỗn loạn hoặc là chúng ta không thích thì chúng ta có thể tắt đi rất dễ dàng bằng phím HUD phía bên trên đùi trái. Cũng tại vị trí bên trên đùi trái, các anh chị và các bạn có thể thấy phím bấm của chức năng AHS, hệ thống đèn pha tự động thích ứng mà Linh đã giới thiệu ở phần trước. Sang với hệ thống giải trí trung tâm, nếu như ở các thế hệ trước, khác biệt được thấy rõ khi RX350 trang bị màn hình 12,3 inch, RX300 màn hình chỉ 8 inch, thì đến nay cả hai xe đều được trang bị chung một màn hình EVM, hiển thị sắc nét và cùng kích thước 12,3 inch, đã được đưa gần hơn với vị trí của người lái, được trang bị tính năng cảm ứng và sử dụng hoàn toàn tiếng Việt. Chưa hết, màn hình có tích hợp bản đồ Navigation Việt Map và có thêm chức năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nhưng giữa hai xe vẫn có sự khác biệt về hệ thống âm thanh khi RX300 sử dụng hệ thống 12 loa Lexus Premium, trong khi đó RX350 là 15 loa Mark Levinson danh tiếng, công suất 850W. Trên RX350 thì anh chị có thể thấy biểu tượng Mark Levinson thể hiện rất rõ tại đây và một vài vị trí khác ở trên xe như là chân các cột chữ A. Khác biệt về hệ thống âm thanh thì đã rõ, tuy nhiên cũng cần phải thừa nhận rằng nó sẽ thực sự giá trị nếu như anh chị và các bạn là những tín đồ, là những người chơi âm thanh. Còn nếu như chúng ta không phải là một người quá khắt khe thì những trang bị 12 loa với sự bố trí tối ưu trên Lexus RX300 cũng hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu về âm thanh, về thưởng thức âm nhạc trên xe của chúng ta. Ngoài ra thì cả hai hệ thống đều cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh tối ưu việc nghe nhạc bằng cách là tăng giảm âm trầm, âm bổng hay là thiết lập chế độ âm thanh vòm, thay đổi về chiết áp trên xe. Cho nên là anh chị và các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm với việc là chúng ta sẽ có những trải nghiệm thú vị. Sau đây xin mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một chút âm thanh trên Lexus RX350. A stranger came in from the night, and he stood as if lost in a dream. His smile was as sad as a true love denied, and his voice was a song in the wind. Nhân đang ở tại màn hình trung tâm thì Linh giới thiệu đến anh chị và các bạn một điểm khác biệt nhỏ nhỏ nữa. Đó là trên hệ thống điều hòa của Lexus RX350 thì sẽ nhiều hơn so với RX300 ở tính năng Nano. Có nghĩa là với những ngày mùa đông như thế này, chúng ta có thể sử dụng chức năng Nano để bổ sung một lượng ion âm trung hòa với ion dương trên xe, tạo độ ẩm trong không gian xe. Và việc này thì đặc biệt rất tốt nếu trên xe của chúng ta có các chị em phụ nữ hay là có các bạn nhỏ, thì không khí trong xe luôn rất là sạch, luôn rất là trong lành và có độ ẩm, khiến chúng ta đỡ bị khô da. Khác biệt tiếp theo và có thể xem là khác biệt cuối cùng, đó là gói an toàn LSS cộng trên RX350, bao gồm có thứ nhất là hệ thống phanh khoảng cách, hay còn gọi là cảnh báo tiền va chạm. Phanh khoảng cách sử dụng một camera gắn trên kính chắn gió phía trước, kèm theo một radar bước sóng mm đặt phía sau của logo trước, liên tục quét. Khi phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra va chạm, hệ thống sẽ phát tín hiệu bằng hình ảnh và âm thanh đến với người lái. Nếu người lái không có động thái giảm tốc độ, đạp phanh và nguy hiểm tăng lên thì hệ thống sẽ can thiệp bằng cách tự động phanh để tránh xảy ra va chạm hoặc là giảm thiểu tối đa thiệt hại. Với hệ thống cảnh báo lịch làn và duy trì làn đường chủ động thì cho phép xe của chúng ta di chuyển giữa các làn đường rõ ràng. Nếu như có những hiện tượng xe chệch khỏi quỹ đạo, chệch khỏi làn đường đó thì hệ thống sẽ can thiệp bằng cách rung vô lăng hoặc có tín hiệu để nhắc nhở người lái. Và trong trường hợp nếu người lái không can thiệp kịp thời thì xe cũng có thể đánh lái để chúng ta duy trì cái việc mà vận hành trên làn đường đó. Với tính năng kiểm soát hành trình chủ động DRCC, cho phép người lái có thể thiết lập và duy trì tốc độ xe theo mong muốn mà không phải tác động đến chân ga. Cụ thể, chúng ta có thể set up khoảng cách với xe chạy phía trước khi chúng ta di chuyển trên cao tốc
để xe của chúng ta di chuyển cùng với tốc độ của xe phía trước đó. Thưa các anh chị và các bạn, có thể thấy gói an toàn LES cộng là rất tân tiến, cao cấp và giá trị. Tuy nhiên, vì một số lý do như hiện nay hạ tầng giao thông của Việt Nam còn chưa thực sự tốt, các phương tiện ô tô, xe máy còn trung đường. Chính vì vậy, để có thể khai thác và sử dụng thật hiệu quả tính năng này, Linh nghĩ rằng chúng ta vẫn cần những quãng thời gian để làm quen và thành thục. Và đặc biệt, người lái vẫn cần có sự kiểm soát với chiếc xe của mình trong quá trình vận hành, hạn chế và đặc biệt là không nên có suy nghĩ phó thác cho xe tự vận hành, phó thác cho hệ thống để hệ thống có thể thay con người. Đấy là điểm thứ nhất. Và cũng như theo quan sát của Linh, hiện nay với một số anh chị sở hữu RX350 mới, tuy nhiên chúng ta cũng chưa hoàn toàn khai thác và sử dụng hết những trang bị này. Thì đây cũng là một điểm là lưu ý dành cho anh chị và các bạn khi mà chúng ta phân vân lựa chọn RX350 hay RX300. Thưa các anh chị và các bạn, lúc này thì Linh đã sang với chiếc Lexus RX300. Nãy giờ thì chúng ta đã nói về những điểm mà 350 nhìn hơn, thì lẽ nào 300 lại không có điểm khác biệt? Thì đây là một điểm mà chỉ riêng RX300 có, đó là tính năng tự động ngắt động cơ khi dừng đỗ. Tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi mà chúng ta khởi động xe, và trong những điều kiện khi chúng ta dừng đỗ mà năng lượng trong ắc quy đủ cho phép thì hệ thống sẽ tự động ngắt động cơ, góp phần vào việc tạo ra sự êm ái, tĩnh lặng cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Thì đây là điểm mà chúng ta có thể để ý với nút AOF ở ngay vị trí bệ tì tay trung tâm phía sau của núm xoay lựa chọn các chế độ lái. Còn nếu như không thích thì trong quá trình di chuyển chúng ta có thể nhấn một lần để tắt bỏ hệ thống, tắt bỏ tính năng này đi. Thưa các anh chị và các bạn, về phần giá bán, hiện nay Lexus RX300 đang có giá niêm yết là 3 tỷ 180 triệu. Lexus RX350 có giá niêm yết là 4 tỷ 120 triệu. Chênh lệch giữa hai mẫu xe là 940 triệu. Nếu chúng ta nhân với thuế trước bạ tại Hà Nội là 12%, thì mức chênh lệch đến lăn bánh giữa hai mẫu xe là 1 tỷ 052 triệu. Thực tế thì với những khác biệt, với những chênh lệch về option không thể khiến giữa hai mẫu xe có mức chênh lệch cao như vậy, mà điểm mấu chốt, điểm rất quan trọng là do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt của nhà nước mình hiện nay dành cho các dòng xe nhập khẩu theo dung tích xy lanh. RX300 với động cơ 2.0 đang chịu khung thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%. Trong khi đó, với dung tích 3.5, RX350 chịu khung thuế lên đến 90%. Cách tính thuế tại Việt Nam mình dành cho ô tô là thuế trong thuế, thuế chồng thuế. Chính vì vậy, nó đã tạo ra sự khác biệt rất lớn về mặt giá bán giữa hai mẫu xe này. Và chúng ta chấp nhận một điều rằng nếu để lựa chọn phiên bản đầy đủ, phiên bản full option cao cấp như RX350 là chúng ta sẽ chấp nhận cả phần thuế cao hơn của mẫu xe này. Đó là thiệt thòi đôi chút của RX350. Thưa các anh chị và các bạn, dưới vai trò là một người bán hàng, là người đại diện cho thương hiệu, ngay tại lúc này Linh không thể khẳng định rằng mẫu xe nào là phù hợp với anh chị và các bạn, lựa chọn nào là đúng đắn. Câu trả lời chính xác sẽ chỉ thực sự có khi được trò chuyện cùng các anh chị và các bạn, được lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của anh chị và các bạn về nhu cầu sử dụng, về sở thích và về vấn đề tài chính. Từ đó chúng ta mới có thể có được kết luận cuối cùng. Anh chị hãy liên hệ đến Linh thông qua số điện thoại 0904000666, hoặc khi đến Lexus Thăng Long, anh chị hãy liên hệ với các bạn lễ tân, đề nghị để gặp Linh. Rất vui và hy vọng rằng sẽ được đón tiếp anh chị và các bạn vào một ngày gần nhất. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi video của các anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại.